Lương Cường đập vỡ nồi cơm của Tô Lâm để lấy lòng Bắc Kinh, ai là người thiệt hại hơn? Vào ngày 15 tháng 11, truyền thông quốc tế đưa tin Chủ tịch nước Lương Cường trong bài diễn văn tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru đã đưa ra một thông điệp cảnh báo về nguy cơ chiến tranh thương mại trên toàn cầu. Đây được cho chỉ là một chỉ trích mạnh mẽ nhất với Tổng thống Donald Trump sau khi ông tái đắc cử lần thứ hai. Ông Lương Cường là chính khách số 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam và được đánh giá là nhân vật thân Bắc Kinh. Đồng thời, những tuyên bố mang tính thù địch với Hoa Kỳ của ông Lương Cường cho thấy chủ trương chống Mỹ thân Trung Quốc bộ phận không nhỏ giới chức lãnh đạo Việt Nam. Bên cạnh đó, đã có các xác nhận cho rằng Chủ tịch nước Lương Cường mượn diễn đàn tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru để trút sự giận dữ đối với ông Trump. Điều đó có liên quan gì với vụ việc cảnh vệ của ông Cường bị bắt ở Chile với tội danh là quấy rối tình dục hay không? Nhiều nghi vấn cho rằng khả năng cao là có bàn tay của một lãnh đạo cấp cao có ảnh hưởng rất lớn với Bộ Công an Việt Nam, cũng như liên quan đến dự án tỷ đô của tập đoàn Trump tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là một dự án bao gồm cả hai hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với một mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu dân cư phức hợp cao cấp. Theo giới phân tích quốc tế, dự án kể trên sẽ chẳng được quan tâm nhiều như thế nếu ông Donald Trump không tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, cũng như nếu Hưng Yên không phải là quê của ông Tô Lâm. Việc tổng thống Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai là điều ban lãnh đạo Bắc Kinh hoàn toàn không mong muốn. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, tổng thống Trump đã tạo ra quá nhiều bất lợi Trung Quốc thông qua cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến cho nền kinh tế của Hoa Lục bầm dập đáng kể. Do vậy, phản ứng của Chủ tịch Việt Nam ông Lương Cường tại hội nghị thượng đỉnh APEC dứt khoát không thể loại trừ khả năng để bảo vệ quyền lợi cho Trung Quốc. Điều đó chắc chắn sẽ khiến cho Donald Trump và các đối tác không hài lòng. Động thái vừa kể trên của ông Lương Cường đã nhất tiễn hạ song điều, vừa lấy được lòng họ Tập tại Trung Nam Hải, đồng thời phá vỡ mọi nỗ lực của Tổng Bí thư Tô Lâm với ý đồ đưa Việt Nam xích lại gần với Mỹ và phương Tây nhiều hơn. Sau khi nắm quyền, một số các lãnh đạo hàng đầu của chính phủ Việt Nam thường nỗ lực thúc đẩy đầu tư tại quê hương nhằm thay đổi bộ mặt quê nhà là điều dễ hiểu. Như cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tỉnh Quảng Nam hay như ông Ba Dũng ở tỉnh Cà Mau với tổng vốn đầu tư đến tới hàng trăm triệu đô la. Nhưng dự án của tập đoàn Donald Trump tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng Bí thư Tô Lâm, không đơn giản chỉ có như vậy. Dự án này có liên quan trực tiếp đến tân Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47, ông Donald Trump, nên ông Tô Lâm và phe cánh chắc chắn còn có các lợi ích về chính trị. Theo nhà báo David Hood, ông Tô Lâm cùng phe cánh chính trị thông qua dự án này sẽ giành được ảnh hưởng lớn đối với chính quyền Mỹ sắp tới đây. Đây là điều Bắc Kinh và bộ phận chiếm đa số trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam thân Trung Quốc hoàn toàn không muốn như vậy. Trong lúc nhà nước Việt Nam những năm vừa qua đã và đang vận động chính phủ Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn chưa thành công. Đây là điều có ảnh hưởng rất lớn đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ khi kim ngạch đang tiếp tục tăng cao. Ông Lương Cường không ý thức được rằng việc tìm mọi cách để đập vỡ nồi cơm của ông Tô Lâm cũng như làm đẹp lòng Bắc Kinh sẽ khiến cho người dân và đất nước Việt Nam chịu thiệt hại lớn nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Lương Cường đập vỡ nồi cơm của Tô Lâm để lấy lòng Bắc Kinh, ai là người chịu thiệt hại? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cảnh vệ Lại Đắc Tuấn của tân chủ tịch nước có bị oan hay không? Tân chủ tịch nước Lương Cường là người phải trả giá cho sự mất cảnh giác vì đã để xảy ra vụ việc tai tiếng liên quan đến đoàn đại biểu nhà nước Việt Nam đi thăm các nước Nam Mỹ và dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru. Thượng tá Lại Đắc Tuấn, đội trưởng đội an ninh cảnh vệ chủ tịch nước, đã bị cáo buộc quấy rối tình dục phụ nữ người Chile. Đây là nhân viên của khách sạn của chính phủ nước nhà, chủ nhà tại thủ đô Chile. Ông Lại Đắc Tuấn đã bị cảnh sát Chile bắt giữ và đưa ra tòa án xét xử với phán quyết bị trục xuất ngay lập tức.
ông Tuấn cũng bị cấm quay trở lại Chile trong vòng 2 năm. Tuy Chủ tịch nước Lương Cường không phải là thủ phạm trong vụ việc bê bối vừa kể trên, nhưng công luận thấy rằng từ nay trở đi, sự nghiệp chính trị của ông Lương Cường sẽ còn gắn chặt với câu chuyện đầy tai tiếng, làm nhục quốc thể này xảy ra tại Chile. Hành vi của Thượng tá Lại Đắc Tuấn, đội trưởng đội an ninh cảnh vệ của Chủ tịch nước, nếu chiếu theo luật pháp Việt Nam là hành vi làm nhục quốc thể. Theo quy định hiện hành của pháp luật, hành vi này có thể bị xử lý phạt hành chính từ 2 đến 3 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sự có hình phạt cao nhất đến 5 năm tù. Sự bằng mặt nhưng không bằng lòng giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường là hai lãnh đạo hàng đầu của chính quyền Việt Nam lâu nay là có thật. Đó là lý do khi xảy ra sự cố ngoại giao liên quan đến ông Lại Đắc Tuấn, ngay lập tức người ta đã đặt nghi vấn có bàn tay của ông Tô Lâm ở phía sau. Thượng tá Lại Đắc Tuấn là đội trưởng đội an ninh cảnh vệ của Chủ tịch nước, thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trực thuộc sự quản lý của Bộ Công an. Một bộ được cho là hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát và điều hành của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại sao Tòa án Chile đã ra phán quyết trục xuất ngay lập tức của cấm ông Tuấn trở lại Chile trong vòng 2 năm, nhưng ông Lại Đắc Tuấn hiện vẫn đang sống và trú ngụ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Chile để chờ chuyên cơ về nước cùng đoàn của Chủ tịch nước? Liệu đây có phải là một sự ưu ái vô lý của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Lực lượng cảnh vệ Việt Nam hiện nay có hai bộ phận độc lập, đó là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ K01 trực thuộc Bộ Công an và Bộ Bảo vệ An ninh Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, lực lượng cảnh vệ Bộ Quốc phòng chỉ có trách nhiệm bảo vệ các mục tiêu cũng như yếu nhân do quân đội quản lý. Trong khi đó, lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chịu trách nhiệm các mục tiêu khác và các chủ yếu là các mục tiêu thuộc dân sự. Trong thành phần đoàn đại biểu nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu trong chuyến công du nước Nam Mỹ lần này, có sự hiện diện của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Nếu ông Lương Cường là lãnh đạo đã chuyển sang ngành dân sự, thì tại sao đội trưởng đội cảnh vệ của Chủ tịch nước không bổ nhiệm bằng một sĩ quan của Cục Bảo vệ An ninh Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng? Thượng tá Lại Đắc Tuấn thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trực thuộc sự quản lý của Bộ Công an. Ông Tuấn cũng đã 59 tuổi và chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến tuổi về hưu theo chế độ đã quy định. Trong lực lượng công an nói riêng hay lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, việc tuân thủ mệnh lệnh của cấp chỉ huy là nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo tính kỷ luật. Theo đó, mọi cán bộ chiến sĩ công an phải tuân thủ triệt để mệnh lệnh của cấp chỉ huy và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó cho thấy rằng Thượng tá Lại Đắc Tuấn dù có muốn từ chối nhiệm vụ thực hiện hành vi lạm dụng tình dục trong chuyến công tác Chile của Chủ tịch nước Lương Cường là điều bất khả thi. Quý vị các bạn đã theo dõi bản tin cảnh vệ Lại Đắc Tuấn của tân Chủ tịch nước có bị oan hay không? Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de